What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em tiếp tục đi đập hộp và review sơ qua một bộ kit mới, đó là bộ kit F68. Nó nhìn sơ qua thì các bạn cũng biết đây là của thằng Faker rồi. Khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Thì cái này các bạn nên giữ lại nhé, để hỗ trợ khi chúng ta sử dụng thì rất là nhiều cái mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái bộ kit rất là nhỏ gọn. Ở đây. Đó. Bộ kit này thì nó sẽ chỉ có bao gồm mặt và vỏ thôi, chứ không có gì khác. Cho nên là các bạn lưu ý nhé. Chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái bộ dây cáp tai si bọc dù. Khá là ngon. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái receiver nữa. Như vậy là hết rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra xem cái bộ kit này có những gì nhé. Ok, và đây chính là cái bộ kit F68 màu đen. Và như các bạn nhìn thấy thì nó sẽ có mặt hot swap 5 chân rất rõ ràng ở đây. Với cái layout 68 như thế này thì các bạn sẽ có thêm một cái cục mũi tên phía bên này. Và kèm theo 4 nút hỗ trợ thêm. Thì với cái bộ phím này chúng ta có thể macro và cũng như là chỉnh key map lại. Về cái phần vỏ của em này thì chỉ là vỏ nhựa thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Tại vì đây là một trong những cái bộ kit giá rẻ mà. Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ không thấy có kickstand, tức là không có cái nâng hạ độ cao. Chúng ta sẽ thấy có một cái cần gạt ở ngay đây để gạt on và tắt bàn phím. Thế thôi. Đằng trước thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy đây là một cái play, và cái play của nó sẽ là bằng thép. Chúng ta vẫn sẽ được trang bị sẵn những cái strap, và strap này sẽ là strap mà gắn vào play chứ không phải gắn vào PCB. Đó là những cái thông tin sơ bộ về vẻ bên ngoài của em này. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem thử phía bên trong nó có những gì nhé. Thì để gỡ cái play này ra cũng như là để kiểm tra cái mặt bên trong, hoặc là các bạn nào muốn mod thì chúng ta cũng cần phải gỡ hết các cái ốc nằm phía trên của play. Nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 con ốc nha các bạn. Chúng ta nhấc ở phía dưới trước nhé, tại vì cái phần trên nó sẽ vướng cái cổng tai si, nó sẽ hơi cứng. Đó. Ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ nhìn thấy có hai cái dây pin, và gỡ hai cái dây pin ra trước. Ở trong đây thì chúng ta nhìn thấy là vỏ của nó hoàn toàn rỗng. Đó. Không có lớp silicone cũng như không có phủ foam gì hết. Đó. Cái này thì các bạn có thể mít. Chúng ta sẽ nhìn thấy là hai cục pin khá là to với dung lượng là 2000 mỗi cục, và chúng ta sẽ có tổng là 4000 mAh. Về cái mặt của em này thì sẽ là mặt hot swap, mình thấy có ghi là của hãng CEY Plus, và chúng ta thấy là cái mặt của nó màu trắng và cũng được sơn phủ rất là kỹ lưỡng, không có cái dấu hiệu của dơ hay là hàn, nó bị bẩn khá là chỉnh chu. Chúng ta sẽ nhìn thấy được là ở phía giữa cũng sẽ có một cái lớp gọi là lớp foam. Lớp foam này thì nó sẽ được cắt căn chỉnh vừa khít với lại cái mặt và cái play, cho nên là khi các bạn nhìn thấy ở trên này nó sẽ không có bị lộ ra. Thực ra thì nó đã được phủ foam rồi, và cái này cũng sẽ giúp cho cái tiếng thoát ra nghe nổ to hơn và chuẩn xác hơn. Nhân tiện nói về con này thì mình sẽ thử luôn một cái móc mà có khá là nhiều người đang sử dụng hiện tại, đó là cái móc dùng tép móc. Tép móc tức là dùng một cái băng keo như thế này và chúng ta dán kín ở phía dưới đây. Tuy nhiên thì có rất nhiều bạn khuyên là nên dùng cái băng keo của 3M. Băng keo 3M thì sẽ cho cái keo của nó dán chắc hơn và cũng như là không có bị chảy keo do chịu được nhiệt khá tốt. Tuy nhiên thì các bạn nếu như không có tiền thì các bạn cũng có thể mua băng keo giấy. Nhưng mà các bạn lưu ý là mình không nên dán vào những cái con led đây, chỉ dán ở những cái phần mà cái chân switch thôi, cắm vào đó, những cái phần này thôi, và cũng bỏ những con chip ra luôn đó, chúng ta cũng tránh xa những con chip, chúng ta chỉ dán những cái phần mà có switch đi qua thôi, và chúng ta phải cắt dán, đó là điều tất nhiên. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nhé. Về cơ bản thì các bạn sẽ dán như thế này, tức là các bạn sẽ chặn những cái lỗ mà
thoát lên từ cái switch đó, những cái lỗ hổng của chân switch cắm vào á. Có. Còn nếu như mà các bạn muốn thì các bạn có thể bịt kín luôn. Tuy nhiên thì cái đó thì không nên, nếu mà các bạn sử dụng keo 3M á thì có thể làm được. Còn những cái băng keo giấy này thì cái khả năng chịu nhiệt của nó khá là thấp. Những cái bóng LED này thì nó sẽ sinh ra nhiệt rất là cao, cho nên là các bạn tốt nhất là cứ dán chừa cái bóng LED ra, cũng như là các con chip ra là được. Đó, tương tự mình sẽ dán kín cho các bạn coi nha. Ok, như vậy là mình đã cắt dán xong cái phần tép mót. Thì về cơ bản các bạn cứ dán chân và để chừa kiểu các cái bóng LED như thế này, và cũng như là chừa các con chip ra thôi. Tại vì những cái đó nó sinh nhiệt khá là lớn thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng keo, cũng như là rất là dễ bị hỏng mạch, với lại sau này mình mở ra vệ sinh cũng rất là vất vả. Thì đó, chúng ta chỉ cần dán sơ như thế này thôi, nên là đủ để cho các bạn có cảm giác nổ to hơn rất là nhiều so với lại thường rồi. Thì như các bạn đã biết, ở trong cây này còn rất là nhiều khoảng trống, thì chúng ta có thể lấp đầy chúng bằng những cái tấm foam mà mình có thể mua ở bên ngoài rất là rẻ, hoặc là mình có thể đổ silicone. Tuy nhiên thì hiện nay thì mình chỉ có tuy nhiên thì mình sẽ không làm móc cái foam tiêu âm làm gì, mình sẽ chỉ tape móc thôi nhé. Mình quên mất một bước nữa, tại vì là những cái tape móc này nó sẽ lấp luôn cả những cái lỗ đó. Thì các bạn lưu ý là những cái lỗ này chúng ta phải khoét ra để cho những cái chân ốc nó sẽ xuyên qua cái này, để thì lúc đó chúng ta mới có thể vặn lại được đó. Thì các bạn khoét ra thế này cũng rất là đơn giản thôi. Thì các bạn nhớ để ý tất khoét tất cả các lỗ nhé. Cái lỗ này là những cái lỗ mà để cho cái chân để mình vặn ốc ấy. Rồi sau khi chúng ta đã khoét được các cái lỗ mà chúng ta tape mod đã dán bịt lại thì chúng ta lắp vào. Lắp lại trở lại PCB nha. Cái quá trình nó lắp vào hơi khó khăn một xíu, do cái cây của con này nó khá là khít, cho nên khi mình lắp vào thì mình phải lựa rất là khéo thì mới có thể lắp được. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt bít ốc vô lại nha. Ok, sau khi đắp xong thì bây giờ mình sẽ lựa cái dòng switch và cũng như keycap để lắp vào em này test thử cho các bạn coi. Thì đầu tiên mình sẽ lựa switch trước. Ở đây mình sẽ dùng switch đó là MMD Panda. Thì cái dòng này là cái dòng clone của thằng Holy Panda ấy, và nó sẽ rẻ hơn khá nhiều. Tuy nhiên thì cái cảm giác của nó, khớp của nó to, rất là to và tròn và nghe rất là nổ. Đây mình cho các bạn nghe thử tiếng nha. Đó, các bạn có thể nghe thấy tiếng của nó nghe nổ rất là to. Và nó sẽ chưa có được lúp, nếu như mà các bạn nào lúp nữa thì nó sẽ cực kỳ ngon. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ chỉ review stock thôi nha. Rồi sau khi chúng ta lắp xong switch thì chúng ta nên mở bàn phím lên để kiểm tra một lần nữa. Đó. Để xem thử coi bàn phím nó có nhận đầy đủ không. Chúng ta sẽ chuyển sang chế độ test bàn phím. Đó, như thế này, để kiểm tra xem thử có nút nào mà nó bấm không ăn thì chúng ta có thể nhổ switch ra kiểm tra lại chân cắm. Sau khi kiểm tra bàn phím xong thì chúng ta sẽ lắp keycap cho em này. Hôm nay mình sẽ sử dụng một bộ keycap Perot, hay còn gọi là một cái cáp Nautilus gì đó. Một cái cáp này sẽ gồm màu xanh, là xanh da trời và xanh nước biển, xanh đậm, khá là bắt mắt. Mình thấy nó cũng phù hợp với lại cái màu đen của cây. Và cái chất lượng cái cáp của em này cũng khá là ngon. Khi mình thấy nó được sử dụng, nó là chất lượng PPT Double Shot, và nó cũng khá là dày dặn chứ không phải kiểu mỏng như những cái bộ PPT khác. Ngoài ra thì cái bộ này nó cũng có rất là nhiều nút hỗ trợ cho những cái layout dị như là layout 68 hay là 84,
cho nên mình nghĩ nó cũng khá là phù hợp. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp lên nhé. Ok, như vậy là mình đã lên bộ cây cáp xong cho em này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua cái vẻ bề ngoài sau khi đã build xong nhé, trước khi đến cái phần quan trọng hơn, đó là sao test. Chuyển sang phần sao test của bộ kit này, thì bộ kit này nó sẽ hoàn toàn sử dụng là stock nhé, switch stock, chưa có mod lại start cũng là stock luôn, và chỉ có mod một cái tape mod thôi. Và cái tape mod đó là mình cũng chỉ giới thiệu cho các bạn thôi, chứ nó cũng chưa có mod full gì hết. Nói chung là đây là một cái dạng gần như là stock hoàn toàn. Và bây giờ mình sẽ thử gõ cho các bạn coi nhé. Ok, thì như các bạn đã thấy đấy, thì cái tiếng switch của con Panda này nghe rất là to. Thì con này đang sử dụng keycap OEM, cho nên là cái tiếng của nó cũng phát to hơn là của Cherry hoặc là SDA. Còn nếu như các bạn muốn tiếng nó nổ to hơn nữa thì các bạn cũng có thể sử dụng đó là keycap của SA nhé. Và cũng do một phần là mình đang sử dụng là tape mod, cho nên là cái tiếng của nó nghe rất là nổ. Còn nếu như bạn không dùng tape mod thì tiếng của nó sẽ bị rỗng hơn khá là nhiều và nó sẽ bị loãng đi. Còn các bạn mà muốn lót thêm foam ở dưới nữa thì tiếng nó sẽ còn hắt lên khá là nhiều nữa. Các cái hệ thống đèn led cũng như là các cái kiểu kết nối thì chắc mình không nói nhiều nữa, nó cũng tương tự như là cái con F84 mà thôi, không có gì đặc biệt cả. Về những cái thằng này, cái start của nó thì vẫn chưa được ổn cho lắm, nói chung là đủ xài thôi, còn tốt nhất thì các bạn nên mod lại. Đó, những cái start như thế này. Đó. Nếu mà có thời gian thì mình cũng có thể làm một cái video full mock cho em này, tức là mock lại từ đầu đến cuối luôn, lúc lại switch cũng như là start để xem thử nó có thực sự là ngon không. Còn hiện tại thì với cái giá lăn quanh tầm 1 triệu đổ lại thì rất khó mà kiếm được một em kit có đầy đủ 3 mock như thế này, và cũng như có led RGB hay là hỗ trợ phần mềm full như thế này được. Rất là hiếm. Như vậy là mình đã vừa đi review sơ qua cho anh em về em kit F68 này. Anh em thấy sao về em này thì hãy cứ để lại bình luận phía dưới phần comment nhé. Còn anh em muốn tham khảo giá thì cứ xem phần mô tả mình có để link đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss TV nhé.